Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này mình trên tay giới thiệu với anh em một cặp Zippo rất là đẹp luôn anh em. Rất là ý nghĩa sang trọng cho anh em trên tay. Sở hữu hoặc làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Hàng full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo không mấy em nó đầy đủ ha. Thì bên phải giới thiệu với anh em đó là em Zippo đồng khắc chìm logo của hãng xe hơi hạng sang của Đức, đó là BMW nha nè, hay còn gọi là BMW ha, với cái logo hình cánh quạt màu xanh trắng rất là nổi tiếng nha nè. Những dòng ô tô hạng sang rất là thể thao nam tính nổi tiếng ha, nhiều anh em Việt Nam mình cũng rất là mê dòng BMW này ha. Thì cái Zippo này hãng chế tác cái họa tiết logo của hãng BMW trên chất liệu là Zippo đồng nha anh em. Nhìn nó rất là sang trọng và rất là đẳng cấp, độc đáo cho anh em trên tay ha. Còn bên trái là em cà ram trắng khắc chìm con số 1932, đó là năm thành lập hãng ha. Thành lập hãng Zippo 1932. Và cái Zippo đang bật nắp cháy, có chữ Zippo xéo qua ha. Em Zippo này thì mang đầy yếu tố về mặt truyền thống, lịch sử của hãng, cũng như là được hãng chế tác cũng rất là độc đáo cho anh em trên tay sở hữu ha. Với hai em Zippo này thì hàng là hàng full box hết, hàng zin, hộp đựng giấy tờ đầy đủ. Thì anh em sử dụng chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cũng rất là sang trọng ha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về thì cứ liên hệ mình ha. Mình trên tay giới thiệu với anh em trước ha. Đây là em Zippo đồng khắc chìm logo hãng xe hơi BMW nha anh em. Dòng một xe hơi hạng sang của Đức ha nè. Rất là nổi tiếng trên toàn thế giới ha. Trên là 50 sao, ở dưới là BMW, dưới cùng là cái logo hình cánh quạt rất là nổi tiếng của hãng ha. Cắt chìm hai mặt luôn, trước sau y chang nhau. Em nó lấy bằng nha anh em. Sáng bóng sạch sẽ, dòng Zippo đồng nha. Nên anh em cứ để nhẹ lên lửa thôi, chế xăng xịn vô là dùng. Mỹ thì rất là nhạy lửa, độ bền rất cao. Anh em nào đã ủng hộ Zippo Tuấn Nguyễn bên mình rồi thì quá rành rồi. Trên là 5 ngôi sao ha. Rất là bóng bẩy ha anh em. Sang trọng. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết các em Zippo bên mình và em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình ha. Anh em cứ click vô đường link mình để dưới ô mô tả video ha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Em nó hàng zin, mới về show tới anh em luôn. Có nhu cầu rước em nó thì anh em cứ alo ha anh em. Em này rất là đẹp anh em. Rất là sang trọng cho anh em trên tay. Còn bên trái đây là em cầm trắng khắc chìm năm thành lập hãng, đó là 1932 với 5 ngôi sao ở trên. Và ở dưới là cái Zippo đang bật nắp cháy, có chữ Zippo xéo qua. Em này khắc hai mặt luôn, trước sau y chang nhau luôn. Em nó đấy lõm ha. Em nó cũng hàng zin hết luôn. Anh em cứ sử dụng hoặc làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay. Hàng full box, hộp đựng giấy tờ đầy đủ. Trên là 5 ngôi sao ha nè. Thể hiện sự đẳng cấp với sự sang trọng 5 sao của hãng Zippo Mỹ ha. Về giá hai em nó thì anh em nhấp vô tiêu đề clip ha, sẽ hiện ra ô mô tả có giá hai em nó cho anh em xem ha. Bên mình bao là giao toàn quốc cho anh em luôn, bao ship cho anh em chơi. Yêu mến anh em like, chia sẻ clip nha anh em.
Dạ, anh em nhớ đăng ký kênh, ấn nút đăng ký màu đỏ ngay dưới chân clip ha, để anh em có thể tiện theo dõi những em Zippo tiếp theo ha. Mã vạch đầy đủ ha anh em, giấy tờ kèm theo các em nó đầy đủ ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo ha. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, nhiều may mắn và nhiều an lành, thành công ha anh em. Bye anh em.